Xin chào các khán giả của Thể thao TV. Ngày hôm nay Huyền Trang đang có mặt tại đây với một vận động viên tiêu biểu của năm 2019, người đã đạt được 3 huy chương vàng tại SEA Games 30. Xin được giới thiệu, đó chính là vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Chào Huyền Trang, chào tất cả khán giả của Thể thao TV. Oanh ơi, trong chương trình ngày hôm nay thì Oanh sẽ mang đến cho Trang cũng như các khán giả của Thể thao TV những thông tin bổ ích gì nhỉ? Hôm nay thì Oanh nghĩ thông tin mà Oanh mang đến thì có rất là nhiều những người yêu chạy bộ rất là quan tâm, đó chính là những sai lầm mà các bạn thường mắc phải khi mà mình mới bắt đầu chạy bộ, và các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Với những người mới chạy bộ, bởi vì tâm lý là quá phấn khích và hưng phấn nên các bạn thường chạy quá nhanh và quá nhiều. Các bạn thường nghĩ rằng là cái vấn đề chạy quá nhanh quá nhiều thì sẽ giúp các bạn là chạy càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà điều đó không phải thực sự là như vậy, bởi vì khi mà các bạn chạy quá nhanh và quá nhiều thì sẽ dẫn đến cơ bắp bị mệt mỏi, xong rồi bị chấn thương đúng không? Đúng vậy, đó. Dẫn đến chấn thương mà chúng ta không nên đáng có trong thời gian đầu. Vậy thực sự là chúng ta cần phải lưu ý những điều gì cho những người mới bắt đầu chạy à? Đối với những người mà mới bắt đầu chạy thì chúng ta phải xác định được là chúng ta sẽ tập luyện thường xuyên và xác định quãng thời gian mà mình chạy trong vòng bao lâu và quãng đường mình sẽ phấn đấu và là như thế nào để mình có những cái mục tiêu cụ thể. Tức là chúng ta phải đề ra được những mục tiêu cụ thể để hoàn thành đúng không? Tại vì Trang nghĩ là thật ra là khi mà chúng ta có những cái mục tiêu đã đề ra rồi thì cái việc chạy nó sẽ gây được sự hứng thú cũng như là đảm bảo được cái bài tập của chúng ta, đúng không? Hiệu quả cao hơn. Oanh ơi, Trang cũng thấy là việc mà chúng ta tập luyện với những cái người mới chạy ấy, thì họ thường sẽ không biết là những cái bài tập mà chúng ta phải thay đổi mỗi tuần thì sẽ là tăng cường độ lên như thế nào. Thì Oanh là một vận động viên chuyên nghiệp thì Oanh có thể chia sẻ với các bạn được không? Bằng kinh nghiệm của bản thân, Oanh tập luyện gần 10 năm và cũng quen biết rất là nhiều các anh chị runner phong trào, thì theo Oanh thì các bạn không nên tăng khối lượng bài tập quá 10% mỗi tuần. Chúng ta chạy quá nhanh và quá nhiều thì sẽ gặp phải chấn thương không đáng có, và chính vì điều đó thì chúng ta phải dành ít nhất là một buổi trong một tuần để chúng ta giúp cho cơ thể mình hồi phục hơn và cơ bắp của mình có thể tiếp tục để thích nghi với những bài tập khác nữa. Trong một tuần thì mình sẽ dành ra một buổi để nghỉ ngơi gần như là tuyệt đối. Còn trong cả một chu kỳ một tháng thì mình sẽ dành ra một tuần và giảm khối lượng bài tập đi 50% so với những cái tuần mà mình tập thông thường. Điều đó để giúp chúng ta điều hòa lại cái sức chịu đựng của cơ bắp và thích nghi với bài tập mới. Đó, các bạn nên nhớ là trong vòng một tháng thì chúng ta không nên bỏ một tuần, mà đó là giảm 50% cái khối lượng chạy của chúng ta để có thể cơ thể nó vẫn được hoạt động đều đặn đúng không? Vậy. Nhưng mà nó sẽ được nghỉ ngơi. Và Oanh ơi, ngoài cái việc mà chúng ta chạy như thế thì chúng ta có cần bổ trợ gì cho cái việc chạy đấy không? Cái môn chạy bộ của mình thì là một sự kết hợp rất là nhiều bộ phận và cơ quan chức năng khác nhau. Chính vì điều đó thì chúng ta ngoài việc chạy bộ thì chúng ta phải rèn luyện thêm các bài tập bổ trợ khác để hỗ trợ các nhóm cơ, làm sao cho cơ bắp của mình sẽ khỏe nhất. Vâng, và Trang nghĩ là với việc chúng ta bổ trợ thêm những bài tập như thế thì ngoài cái việc là chúng ta sẽ giúp tăng được thể lực thì còn có thể là gây nên sự hưng phấn và không nhàm chán khi chạy bộ nữa. Một trong những sai lầm mà các bạn dễ mắc phải nhất đó chính là việc chọn sai giày. Các bạn có thể chọn một đôi giày đã quá cũ hoặc là không phù hợp với nội dung mà mình tham gia tập luyện và thi đấu, và một đôi giày quá chật hoặc là quá rộng không phù hợp với kích cỡ size chân của mình. Mình nghĩ rằng điều đầu tiên và tốt nhất thì các bạn hãy đến một cửa hàng mà chuyên cung cấp các sản phẩm chạy bộ, và đến đó thì các bạn sẽ được các nhân viên tư vấn có những kiến thức và công cụ tốt nhất để hỗ trợ các bạn làm sao để chọn cho mình một đôi giày phù hợp. Trang nghĩ là với một đôi giày thì cái việc mà bạn chọn chạy nhanh này hay là chạy bền hoặc là như nào nó cũng phải có những đôi giày để phù hợp với từng cái chức năng của đôi giày đúng không? Đúng vậy, thì các bạn cần phải biết được cái dạng của chân của mình như sao để tìm ra một size giày phù hợp, để có những đôi giày mà không bị quá chật hay là quá rộng như anh đã từng nói trước. Và một đôi giày thì phải phù hợp với nội dung mà mình tham gia tập luyện để các bạn có thể tránh được những cái chấn thương mà không đáng có trong quá trình mình tham gia tập luyện và thi đấu. Thế ví dụ như là Trang muốn chạy đường trường thì Trang sẽ phải chọn một đôi giày như nào để cho phù hợp hả Oanh? Một đôi giày mà dành cho đường trường thì sẽ có cái phần đế khá là êm và có độ bật nảy tốt và độ ma sát tốt để các bạn không bị trơn trượt trong quá trình mình tham gia tập luyện, và có một phần lưới khá là thông thoáng để các bạn chân của mình được hít thở nhiều hơn trong quá trình thoải mái hơn đúng không? Đó, Trang nghĩ là việc mà để chọn được một đôi giày phù hợp với từng nội dung chạy nó cũng là rất quan trọng, nên các bạn đây là một điều các bạn cực kỳ phải lưu ý nhá. Oanh ơi, theo một thông tin mà Trang biết thì một đôi giày nó sẽ chỉ có cái giới hạn sử dụng của nó thôi đúng không? Thông tin đó khá là chính xác, bởi vì các bạn chuyên nghiệp và các bạn bán chuyên thì thường thường sử dụng một đôi giày cho khoảng 800 km và tương đương từ 3 đến 4 tháng sử dụng. Và sau quá trình mình tập luyện đó thì khi mà các bạn cảm thấy đôi giày của mình đã khá bị mòn đế hay là bị hư hỏng chỗ nào thì các bạn
hãy nên thay cho mình một đôi giày mới để làm sao mà quá trình tập luyện và thi đấu đạt hiệu quả cao nhất. Vâng, đây thực sự là một thông tin rất hữu ích cho các bạn đấy. Đó là với một đôi giày mà sử dụng cho người chuyên nghiệp hoặc là bán chuyên thì đôi giày này sẽ sử dụng trong khoảng là 800 km, tương đương là từ 3 đến 4 tháng thôi. Còn với những đôi giày mà đã bị quá cũ hoặc là bị mòn thì các bạn nên thay và không nên sử dụng khi chạy để tránh chấn thương nhé. Một sai lầm tiếp theo đó chính là sai tư thế tay. Các bạn thường là chưa định hình cho mình được một tư thế đúng của tay nên là thường hay đánh bị quá cao hoặc là đánh sang hai bên. Anh thấy rằng là đối với anh khi mà thực hiện những tác sai như này thì cảm giác cơ thể không quen và khi đó thì ảnh hưởng đến tần số nhịp điệu bước chân của mình. Nên là các bạn phải thật là chú ý đến tư thế đánh tay của mình. Cái việc đánh tay nó cũng rất ảnh hưởng đến khi mà chúng tác động vào cái việc chúng ta chạy, đúng không? Đúng vậy, chúng ta đánh tay khi mà quá cao như này hoặc là sang ngang như này thì sẽ dẫn đến bị mỏi khớp vai. Và khi mà một bộ phận trên cơ thể mà mỏi thì rất là dễ dẫn đến các bộ phận khác lân cận mà mỏi theo, đặc biệt là cái bước chạy của mình bị ảnh hưởng. Chúng ta sẽ phải đánh như nào anh nhỉ? Chúng ta sẽ đánh theo tư thế là hai cánh tay của chúng ta ngang với eo. À, ngang với eo. Và đánh không cao quá cằm. Không cao quá cằm. À đó, các bạn nên lưu ý nhá. Đó là đánh ngang eo và không cao quá cằm. Hai tay gần như là sát hai eo của mình nhá. Đây này. Và chúng ta không đánh cao lên quá. Một trong những sai lầm tiếp theo đó chính là việc tiếp đất sai. Anh ơi, vậy là với những người như Trang ấy thì cái từ chuyên môn là tiếp đất sai thì nó sẽ gồm là những gì anh nhỉ? Đó chính là việc tiếp đất quá mạnh. À, so với trọng tâm của cơ thể, và chúng ta có thể tiếp đất bằng lệch về phía bên phải hoặc là bên trái của bàn chân thì điều đó rất là dễ dẫn đến chấn thương, đó chính là lực cổ chân của mình. Anh sẽ thị phạm cho các bạn dễ hình dung hơn nhé. Các bạn có thể thường mắc phải những cái tư thế tiếp đất sai, đó chính là các bạn đặt chân quá nhiều về bên phải hoặc là đặt chân quá nhiều về bên trái. Cũng có thể là tiếp đất quá mạnh khi mà trọng tâm của mình nó bị dồn hết vào đằng chân trước, đúng không? Anh có thể giúp Trang cũng như các bạn là chỉ ra cho Trang và các bạn những cái tư thế mà tiếp đất đúng được không? Sau đây thì anh sẽ chỉ cho các bạn tư thế tiếp đất đúng. Chúng ta sẽ thực hiện bước chạy làm sao tiếp đất từ mũi bàn chân đến nửa bàn chân như thế này, và làm sao mà đặt cho cái mũi hướng của mũi bàn chân chúng ta thẳng về hướng chúng ta chạy. Bởi vì là chúng ta không chỉ chạy một bước mà chúng ta sẽ còn có những cái bước tiếp theo sau đó, nên mà khi mà chúng ta đặt chân quá mạnh thì sẽ ảnh hưởng đến cái lực để chúng ta không phân phối được sức cho những chặng đường tiếp theo. Đó nên các bạn thực sự là vẫn phải lưu ý. Vận động viên điền kinh của chúng ta được 3 huy chương vàng cơ mà, nên là mọi người phải rất là lưu ý những cái lời mà Oanh đã nói nhá. Ngoài những cái tip này ra thì Oanh có thể chia sẻ thêm cho Trang một cái tip gì không? Ngoài những sai lầm mà các bạn mắc phải mà hôm nay Oanh đã chia sẻ thì còn rất là nhiều vấn đề mà các bạn thường mắc phải trong chạy bộ nữa, nhưng mà anh sẽ bật mí vào những chương trình tiếp theo nhé. Anh để dành đúng không? Nhưng mà thực sự ngày hôm nay đã quá rất nhiều những cái thông tin bổ ích mà Trang cũng như các bạn đã được tiếp nhận rồi. Còn bây giờ thì cảm ơn những khán giả của Thể Thao TV đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.